chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách biến điện thoại thành một webcam để phục vụ cho việc học online. Trên tay mình là đang cầm một điện thoại. Đấy, camera của điện thoại được là trình chiếu trên phần mềm là Zoom. Thì cái lợi của việc làm này là ta tiết kiệm được chi phí mua camera ở những máy laptop không có camera, cũng như là những máy desktop hay gọi là máy bàn đó không có camera. Mà việc mua camera thì chi phí thì cũng mất gì cũng 200-300 ngàn một camera. Thì ta tận dụng được những cái điện thoại ở nhà cũng như những cái điện thoại mà cũ. Sau khi ta set up lại thì ta sẽ có được một cái webcam để phục vụ cho con em chúng ta việc học tập. Thì ở đây các bạn hãy xem cái video này, tôi chia sẻ cách set up để trở thành một cái webcam ở trên hai hệ điều hành, đó là hệ điều hành Android và hệ điều hành iOS. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng webcam này trên cả Zoom và cả Google Meet nha các bạn. Thì đầu tiên trên hệ điều hành iOS hay là nói trên điện thoại iPhone, các bạn vào App Store đánh vào chữ là Camo, bấm tìm kiếm. Đấy, các bạn download cái phần mềm này về máy. Sau khi các bạn download phần mềm này về máy, các bạn mở phần mềm ra. Đấy, thì nó bấm nó dưới cùng là có chữ Continue là tiếp tục. Các bạn là cấp quyền cho camera và micro của máy bằng cách là bấm vào camera. Đó, ok, cho phép truy cập vào camera. Tiếp tới là microphone, là các bạn cũng cấp quyền cho nó luôn. Rồi, các bạn get start, bắt đầu sử dụng phần mềm. Đấy, thì camera sẽ xuất hiện trên phần mềm và được kết nối với máy tính. Thì ở trên phần mềm nó sẽ báo là kết nối là Active Windows 10, nếu mình xài chạy Windows 10 nữa. Đó là đối với iOS. Còn đối với là Android thì ta cũng làm tương tự. Nếu điện thoại ta có điện thoại Android ta làm tương tự. Thì ta vào là CH Play, ta cũng gõ chữ là Camo. Rồi, bấm vào tìm kiếm. Và ta cũng download phần mềm này về máy. Rồi, ta cài đặt ngang nó ngang. Sau khi cài đặt, ta cũng khởi chạy chương trình này luôn. Mở nó đi. Đấy. Ta cũng vẫn bấm tiếp tục. Và cấp quyền cho phép. Rồi, bắt đầu sử dụng. Đấy. Để mà phần mềm này hoạt động thì ta các bạn hãy cắm cái cáp USB của cái máy tính của bạn đó vào điện thoại nha. Rồi, tiếp tục ở trên máy tính ta vào Google Chrome. Ta chọn một tài khoản nào đó cũng được. Đó, ta cũng đánh từ là Camo. Rồi, bấm tìm kiếm, lúc đó nó sẽ hiển thị ta một cái website. Rồi, ta bấm vào. Thì ở trên cái website này nó có một cái cửa sổ là tải xuống cho các cửa sổ. Các bạn hãy bấm vào này. Bấm vào. Nha. Khi các bạn bấm vào thì bạn hãy nhập cái mail của mình. Đó, nhập mail vào. Đó, gửi cho tôi một lời mời. Rồi, tiếp tới các bạn vào cái mail của mình. Mở cửa sổ mail. Cái mail mà bạn gửi tới đó, mở phần mail ra.
thì trang web sẽ gửi một cái thư. Thì trong cái thư này là sẽ có một đường link để ta download. Nếu các bạn nào mà không chưa có download được thì mình ở trong phần mô tả của video mình có gửi một cái link. Thì trong cái phần link mô tả này thì nó có hai cái là cho phép mình cài tải xuống. Thứ nhất là để cho hệ điều hành iOS và một cái hệ điều hành nữa là Windows. Đó. Một cái là sử dụng trên Mac á, Mac MacBook á, và một cái nữa là ở trên Windows. Thì ở nếu máy tính mình là máy tính chạy hệ điều hành Windows á thì ta tải ở cửa sổ Windows xuống và nó cho ta một cái tập tin là Camo Windows Latter. Đấy, ta cài cái này vào máy. Thì khi cài vào á thì ta nhớ bấm vào cái ô vuông nhỏ nó tích vào đó. Rồi bấm install. Rồi. À, sau khi ta install á thì phần mềm sẽ được cài vào máy tính của chúng ta. Rồi ta bấm finish. Thì khi bấm finish xong á thì phần mềm sẽ khởi chạy trên máy tính. Đó. Thì khi phần mềm đã khởi chạy trên máy tính rồi thì ở trên điện thoại iPhone ta cắm cáp USB vào để ta kết nối điện thoại với máy tính. Và ta mở cái phần mềm Camo này ra thì ở trên cái màn hình nó sẽ báo là Active Windows 10 đó. Thì nó sẽ hiển thị cái camera trên điện thoại đấy. Rồi lúc đó ta trở lại trên cái máy tính thì ta thấy là camera của điện thoại ta xuất hiện trên phần mềm Camo này. Quý ba này. Đó các bạn thấy là thì trên cái phần mềm này thì nó sẽ hiển thị cái tên David đó, là iPhone đó. Rồi tiếp tới ta tới cái cửa sổ là của Google Chrome. Đó chương trình gọi là họp trực tuyến ấy, chương trình Meet á. Đây là cài đặt này. Thì các bạn hãy chú ý á, trong cái phần âm thanh á thì nó có cái phần micro là Camo và micro của cái phần máy á, và phần video thì có cái phần của Camo, nhưng mà ở đây á nó chưa có thấy xuất hiện cái video của chương trình Camo thì ta nên là khởi động lại máy tính nha. Ta khởi động lại máy tính thì chắc chắn nó sẽ nhận lại. Thì đấy, thì giờ ta khởi động lại máy tính nha. Rồi sau khi khởi động lại máy tính á thì ta mở lại chương trình Camo lên lại. Rồi ta mở chương trình Camo. Rồi ta cũng kết nối cáp vào máy tính và ta là cũng là mở chương trình Camo trên điện thoại. Đấy, thì lúc đó là trên chương trình Camo nó sẽ xuất hiện là cái camera, hình ảnh của camera. Rồi lúc đó này ta mở và lại vào chương trình Google Chrome. Rồi vào một cái tài khoản nào đó mà để ta muốn là tổ chức những cuộc họp và những cuộc họp online đó và chương trình Meet. Đó, thì vào ta vào phần cài đặt. Ta kiểm tra xem thử là thiết bị đã nhận trên chương trình Google Meet chưa nha. Đó, microphone đã nhận trên chương trình là Camo rồi. Rồi tiếp tới phần video đã nhận lên trên chương trình Camo luôn. Còn cái phần USB 2.0 ở dưới á là camera của laptop nha các bạn. Những máy mà có camera riêng thì nó có. Rồi bây giờ các bạn thấy là cái hình ảnh mà phía bên tay phải của tôi đó là hình ảnh của camera. Bây giờ các bạn vào là tạo cuộc họp mới. Các bạn sẽ thấy là camera trên điện thoại được là trình chiếu trên chương trình Google Meet. Ưu điểm đó là khi ta biến cái điện thoại thành webcam á, thì độ phân giải nó rất là cao nha các bạn. Nó phụ thuộc vào độ phân giải của điện thoại.
Trong khi đó là camera chính ở trên laptop là độ phân giải rất là thấp. Trên chương trình Google Meet á, cái chỗ mà ba chấm á, và các bạn vào cài đặt á, đó, những cái phần này là phần nó quản lý thiết bị kết nối chương trình nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Tắt mở camera rồi được bình thường luôn nha. Đó. Rồi. Bây giờ để tắt chương trình Google Meet này đi, ta chuyển qua Zoom để cho các bạn thấy là nó hoạt động luôn cả, rất là tốt trên Zoom luôn. Rồi, bây giờ ta tắt đi. Đấy, các bạn vào chương trình Zoom. Ở đây tôi cài sẵn chương trình Zoom rồi. Nếu các bạn nào mà chưa có chương trình Zoom thì lên Google tải về nha. Rồi, ta vào là New Meeting của chương trình Zoom, là tạo một cuộc họp mới đó. Đây cũng là một giải pháp là tiết kiệm cho chúng ta khi máy tính chúng ta không có camera, cũng như là hỏng bộ phận camera. Các bạn nếu mà thấy hữu ích thì cho kênh chúng tôi là một like, một chia sẻ. Và nếu anh em nào chưa đăng ký thì xin mời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi.